Ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Ngày hôm nay ở trong cái clip này, tôi và anh em sẽ cùng nhau tìm hiểu về con tướng mới, anh em nhé. Cái con tướng mà sau khoảng 1-2 tuần nữa nó sẽ xuất hiện ở trên phiên bản chính thức. Clip này thì coi như là clip preview trước, để anh em sẽ cùng đánh giá xem là cái con tướng này thì nó sẽ chơi như nào, nó mạnh như nào nha anh em nhé. Đấy, tôi chưa biết đâu, tôi thì cũng như anh em thôi. Đây nó là cái lần đầu tiên tôi chơi thử cái con tướng đấy. Đấy là tôi cũng giống như anh em, tôi cũng không biết là nó mạnh như nào. Đấy thì chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá anh em nhé. Rồi và đầu clip, như thường lệ tôi xin được cảm ơn các anh em đã đăng ký hội viên cũng như là donate cho tôi. Xin được cảm ơn anh em Hoàng Văn Toàn đã donate cho tôi 50k kèm theo lời nhắn: anh ơi anh ra clip nhanh lên, em hỏng lắm rồi, lâu mãi có thấy ra clip. Rồi ok, đây nhà em nhá. Ngay sau khi em coi như là donate thì nó clip đã lên. Ô, sao nó lại trùng hợp thế nhỉ? Và đồng thời tôi cũng xin được cảm ơn hai anh em Tú Ngô và anh em Vũ Trọng Tín đã ủng hộ tôi bằng việc là đăng ký hội viên mới ở kênh. Rất là cảm ơn hai anh em, đặc biệt là anh em Vũ Trọng Tín. Anh em Vũ Trọng Tín, anh em đã theo dõi và ủng hộ tôi trong suốt một cái khoảng thời gian rất dài, trong vòng khoảng 3 năm rồi. Anh em cũng có thể thấy ở trên bảng donate, top donate là cũng có anh em Vũ Trọng Tín. 3 năm tôi làm YouTube, một cái khoảng thời gian phải nói là ủng hộ tôi khá là dài đến từ vị trí bạn Tín. Nó rất lâu đấy. Anh em cứ thử nghĩ xem, anh em nếu mà anh em vừa mới trải qua cấp 3, anh cũng biết là 3 năm học cấp 3 thì nó cũng giống như vậy. Bạn Tín thì bạn biết đến kênh tôi cách đây 3 năm. Và bạn Tín đến bây giờ bạn vẫn gắn bó với kênh của tôi. Đấy là một cái điều mà rất là trân quý đối với tôi. 3 năm, một cái khoảng thời gian mà phải nói là khá là dài cho cái sự thay đổi của một con người. Tôi phải nói thật là như thế. 3 năm cơ mà. 3 năm đối với cái cuộc sống của một con người ấy, nó sẽ có những cái thay đổi nó rất là nhiều. Nó sẽ thay đổi, ví dụ như anh em xem tôi từ lúc cái hồi còn học, còn đi học, thì 3 năm sau là anh em là đi làm. Đấy, từ hồi sinh viên và đi làm thì nó đã khác rồi. Đấy, hay là có những cái thay đổi ở trong cái cuộc sống, ví dụ như là chưa lấy vợ thì thành là lấy vợ chẳng hạn. Đấy, rồi sinh con, nó cũng thế, nó cũng có cái sự thay đổi khiến cho là anh em sẽ không còn theo dõi kênh nữa, không chơi game, không theo dõi kênh nữa. Đấy, hay là có những cái thay đổi về công việc. Đấy, có vẻ đang là coi như là hôm nay thì cũng không xu dính túi, ngày mai tự nhiên thành tỷ phú một cái thì còn chơi game gì nữa, lúc đấy chơi cái khác anh em ạ. Nói đùa cho vui thì thôi. Chứ tôi biết là trong anh em ấy thì cái công việc của anh em càng ngày nó sẽ càng nặng hơn, nó sẽ càng nhiều. Đấy, từ hồi mà còn trẻ mới đi học xong bắt đầu đi làm thì công việc nó cũng ít thôi. Không, dần dần càng ngày về sau nó càng nhiều. Tôi cứ suy của tôi ra thôi. Đấy, bây giờ là coi như là kín dày đặc thời gian luôn, không có thời gian để nghỉ ngơi nữa. Không có thời gian nghỉ ngơi làm sao mà chơi game được. Đấy, còn thậm chí là bây giờ hiện tại tôi cũng đang làm việc ấy chứ. Tôi có chơi game đâu. Anh em nhìn thì tưởng là tôi chơi game nhưng thực ra đang là làm việc anh em ạ. Đấy, còn nếu mà tôi không làm YouTube ấy, tôi không làm kênh Game Today này thì tôi cũng không chơi game. Nói thẳng ra tôi cũng không chơi game. Đấy, một lần nữa xin cảm ơn các anh em đã gắn bó với kênh trong suốt cái khoảng thời gian dài vừa qua nhá. Anh em nào mà đã từng gắn bó với kênh được 3 năm thì anh em hãy comment cho tôi nhá, để xem tôi kiểm tra xem có phải là anh em đã gắn bó với tôi 3 năm không. Nhá anh em nhá, thử nào, xem có bao nhiêu người đã xem tôi từ những cái ngày đầu tiên cho đến tận bây giờ. Thử xem nhá. Tôi dự đoán là có khoảng 10 người. Hoặc nhiều hơn, không biết. Anh em phải comment tôi mới biết được. Tôi thì cũng ít khi kiểm tra, mặc dù là YouTube nó cũng có cái đấy đấy, nó cũng có cái phần đấy để chúng ta có thể xem được xem là ai sẽ là cái người xem lâu nhất. Nhưng mà thôi, tôi cần cái sự tương tác giữa các anh em, nên là anh em cứ comment đi nhá, cứ mạnh dạn comment đi xem là anh em đã gắn bó với tôi được bao lâu rồi. Ok, rồi và chúng ta sẽ đến với chủ đề chính ở trong cái clip ngày hôm nay, đấy chính là review của con tướng mới, for review của con tướng mới nha anh em nhá. Đợi một chút, chưa ra anh em ạ. À, cứ tạm thời thì chúng ta cứ xây dựng Hunter ăn tiếc vào cho nó khỏe đã. Bởi vì nghe nói là con tướng mới nó thuộc cái tộc Hunter. À đây rồi, vừa nhắc đến thì ra rồi. Tên là Otter Hunter anh em ạ. Rồi thì bây giờ cứ gọi con này là Otter cho anh em nhá. Otter. Trông rất là hip hop ấy, khá là hip hop. Tạo hình con này chắc là tôi nghĩ là con Hải Ly đây. Chúng ta có một cái con thuộc tộc Beast và hệ Hunter. Hai cái line up mà phải nói là rất khỏe trong giai đoạn giữa game. Để xem nào, khả năng skill của con này là gì.
dịch sơ qua thì chúng ta sẽ vào trong trận đấu ấy, chúng ta sẽ có là 50%. Mới khi mà bắt đầu vào trận đấu, nó sẽ có 50% là tạo ra một cái hiệu ứng. Nó có tên là nước hàu ngon. Đặt tên buồn cười vãi đái. Thì nói chung là cái hiệu ứng nước hàu ngon này này, là vào trận đấu thì tất cả các cái đồng minh bên mình đều được nhận anh em nhá. Tức là nếu mà anh em có 10 con auto này này, nó sẽ có hiệu ứng cho tất cả 10 con luôn. Nếu mà may mắn nhất ấy là sẽ được cả 10 con. Còn mỗi con nó sẽ có 50% khả năng kích hoạt. Và cái hiệu ứng này nó sẽ tăng cái tỷ lệ phần trăm lên khi mà anh em nâng cấp sao cho con auto. Đấy, ví dụ như là 2 sao. Nếu mà lên 2 sao auto thì nó sẽ được tăng lên bao nhiêu ấy thì tí nữa chúng ta biết nhá. Tôi bây giờ tôi cũng không biết là bao nhiêu. Và tôi nhớ hình như là 50 lên 60 thì phải, 60% thêm 10% thôi. Đấy thì đấu đấy anh em thấy không? Như round này là nó có tới tất cả luôn này. Một phát rồi tôi có 5 con là anh em thấy là cả 5 con đều được hiệu ứng nước hồng ngon này. Ui giời. Đấy nó gọi là 100% luôn đấy. Tất cả đều được nhận hiệu ứng nước hồng ngon. Nhưng mà cái hiệu ứng nước hồng ngon này thì nó sức mạnh của nó như nào? Thì như thế này. Từ từ đã, bây giờ chúng ta đến với một cái hiệu ứng thứ hai của nó. Đấy chính là vừa vào đầu trận đấu thì nó sẽ có kích hoạt nước hồng ngon nhá. Nhưng mà nó sẽ chỉ tồn tại trong vòng 5 giây thôi. Cho mỗi một con tướng nó sẽ tồn tại trong vòng 5 giây. Ok, đấy là cái hiệu ứng thứ nhất. Và nó là cái hiệu ứng nó gọi là bị động. Còn một cái hiệu ứng thứ hai là hiệu ứng chủ động. Hiệu ứng chủ động sinh ra khi mà cái con auto nó được 100 mana nha anh em nhá. Thì nó sẽ tung skill. Thì cái skill của con này nó cũng là nước hồng ngon. Tuy nhiên là nó chỉ tác dụng lên một vài con thôi. Cụ thể là ở level 1 nó là 2 con. Còn ở các cái level sau thì tôi không biết. Tí nữa lên 2 sao tôi sẽ xem nó là bao nhiêu con. Nhưng mà nó chắc chắn nó sẽ là 100% anh em nhá. Tức là khi mà full mana ấy, nó sẽ ở level 1 nó sẽ úp cho 2 con ở trong đồng đội là sẽ được hưởng cái hiệu ứng nước hồng ngon này. Đấy, và nó sẽ có 2 con là 100% là có hiệu ứng. Rồi. Và cái hiệu ứng nước hồng ngon này nó sẽ có tác dụng như thế nào? Tôi thấy nó khá giống cái bộ beat. Nó khá giống cái bộ beat. Là như thế này. Nếu mà anh em sẽ được tăng cái sức mạnh tấn công của con tướng của anh em nhá. Tăng cái sức mạnh tấn công của con tướng của anh em theo những cái cú đánh vào người đối thủ. Tôi lấy ví dụ như là một con auto rồi đi. Đấy, con auto rồi đi. Khi mà nó đánh lên đối thủ ấy, nó sẽ được cộng 1% sức mạnh tấn công. Đấy, và cái con này nó sẽ đánh 10 phát thì nó sẽ tăng được 10 sức mạnh tấn công. Để mà cái phát huy được cái sức mạnh của cái nước hầu ngon này này tối đa thì là anh em sẽ phải trong 5 giây ấy là anh em sẽ phải đánh được 10 phát. Thì cái phát thứ 10 của anh em ấy nó sẽ được tăng là 10% sức mạnh tấn công của cái con tướng mà anh em đang được búp cái nước hầu ngon ấy. Đấy, được chưa? Thế là dễ hiểu chưa? Ok. Vậy là tóm lại là nó sẽ có 3 hiệu ứng. Cái hiệu ứng thứ nhất là vào trận đấu là hiệu ứng bị động. Vào trận đấu một cái là búp random. Đấy, cho tất cả những cái con tướng ở trên bàn cờ random có cơ hội phần trăm là 50% nhá. Và cái hiệu ứng thứ hai là chủ động là búp 100% cho 2 con tướng ở trên bàn cờ. Và cái hiệu ứng của nước hồng ngon nó chính là tăng stack gây đam cho mỗi cái cú đánh. Cụ thể là 10 stack là mắc tối đa và tăng 10% nhá anh em nhá. Và tôi thấy là nó thực sự nó rất là mạnh đối với cả cái bộ Hunter này. Cứ tưởng tượng mà xem, 9 Hunter cộng 185 đam cho tất cả 9 cái con tướng. 10 con tướng luôn đi, cứ tính được 10 con tướng đi. Đấy, ở level 10 anh em kẹp thêm một con ngộ không vào, hay là một con cáo vào, hay là một con gấu bố vào. Là riêng cái bọn beat nó đã tăng thêm là 20% sức mạnh tấn công rồi. Đấy, 20 sức mạnh tấn công rồi. Phần trăm của cái bọn Hunter này khi mà đam nó đã to rồi lại được cộng phần trăm của beat nữa thì đam nó cực to. Có thêm hiệu ứng Aegis Seed rất mạnh. Ui ra là cái con gấu này. Nhưng mà cái con gấu này nó chỉ có 1 tiền thôi anh em ạ. Con này bây giờ nó chỉ có 1 tiền thôi. Tôi cứ cho gấu vào để tôi kiếm tí tiền.
làm kinh tế tí anh em ạ. Rồi ở round 11 là chúng ta có 6 Hunter thôi, up cấp lên thôi, up lên 7 luôn anh em ạ. Ok. Đủ 6 Hunter cho 6 Hunter vào thôi, đánh chuỗi thắng luôn. Cái bộ cái bộ Hunter này bây giờ nó rất mạnh nhá. Đam nó phải nói là bố của to luôn anh em ạ. Và đặc biệt là nó dễ lên được 9 Hunter, cái đấy nó mới là cái quan trọng. Bây giờ mà ở level 9 không cần ra Tsunami. Không cần Tsunami luôn. Cái con khó nhất ở trên cái bộ Hunter nó ra nó chỉ là con nhện hoặc là con Medusa thôi. Con Siren thôi anh em ạ. Quá dễ. Quá dễ để có 9 Hunter mà không cần phải kẹp cái bộ đỏ nữa. Bây giờ thì có thể là xây dựng 9 Hunter luôn mà không cần phải xây dựng qua gọi là 6 Hunter kết hợp với cả 4 đỏ. Mà chúng ta có thể là chúng ta sẽ ở level 8 ấy, chúng ta kẹp beat vào anh em ạ. Kẹp thêm beat vào có khi ngon hơn ấy. Thật, kẹp beat nó rẻ hơn. Nó rẻ, ví dụ như là unicorn với cả gấu thì đáng bao nhiêu tiền đâu. Kẹp gấu bố, kẹp unicorn. Kẹp gấu bố, kẹp unicorn ở level 9 là gấu bố này, unicorn này, đúng không? Đấy, rồi có cái gì nữa? Con cáo, à con sói. Con sói rẻ mà, con sói rẻ không mà. Con sói giờ 2 tiền. Đấy, trong cái bộ này có sẵn con hải ly rồi. Có sẵn hải ly là bộ beat rồi. Nên là chúng ta ở level 9 chúng ta sẽ có là 4 beat kết hợp với cả 2 Ego Seed, 4 beat và 6 Hunter. Ui rồi, cực mạnh anh em ạ. Đấy, cái đội hình đấy tôi nghĩ là ở giữa game mà giữ máu được cho đến khi chúng ta có được 9 Hunter. Mà 9 Hunter thì nó dễ lắm. 9 Hunter bây giờ không có Tsunami 5 tiền thì nó cực kỳ dễ. Nó chỉ cần khoảng tôi nghĩ là nhẹ nhàng thì khoảng round 25 thôi là đã đủ full bộ rồi, chứ cũng không cần phải là đến round 30-31 đâu. Đấy, còn nếu mà đấy là gọi là hơi đen đấy. Còn nếu mà đỏ hơn thì trong cái quá trình mà up lên 21 ấy, đến khoảng 21 tức là round 21 đi nhá, tức là level 9 ấy là sẽ có đủ rồi. Có đủ bộ rồi anh em ạ. Nó dễ lắm, dễ chơi lắm. Đấy, còn level 10 thì chắc chắn nếu mà tôi dự đoán thì nó có thể là 9 Hunter và kẹp 2 beat anh em ạ. Thì nó sẽ rất mạnh. Đam của 9 Hunter to này, có hiệu ứng đẩy ra đằng sau này, hiệu ứng khống chế này. Đấy. Đam to rồi lại được cộng thêm phần trăm của beat là 20% có sẵn của beat nữa. Sau đó cộng thêm hiệu ứng của nước hào ngon nữa. Nước hào ngon cộng thêm 10% đam nữa. Tức là cộng, nếu mà mắc tối đa là sẽ được cộng là 30% đam. Có thêm hiệu ứng trừ giáp và có thêm cái hiệu ứng đẩy đằng sau. Ui, thì cái bộ này phải nói là mạnh kinh khủng luôn. Tôi cũng không nghĩ ra được là cái việc là khi mà nó lên đến phiên bản chính thức thì ở trong game sẽ có bao nhiêu người người ta sẽ chọn cái bộ này để chơi đây. Trông đã thấy là hơi sai rồi. Bắp quả này thì hơi căng cho cái bộ beat anh em ạ. Bộ beat và nó là cái bộ Hunter luôn. 6 Hunter 4 beat ở level 9 mà thì nó vẫn là beat đấy. Nó vẫn là 4 beat, nó chỉ không có cái stack thôi. Nhưng mà bù lại thì nó có đam kết liễu nhanh hơn ở level 9 ấy. Đấy, đam phần trăm đam nó là đủ ở trong cái bộ 6 beat. Nó chỉ không có cái stack đam beat thôi. Nhưng mà nó lại bù lại nó sẽ có cái stack của cái con Otto này. Thì đam của bọn Hunter phải nói là cực to ở level 9. Nên là bây giờ thực ra là đấy nó cũng chỉ là mới là cái nhận định ban đầu của tôi thôi. Còn chắc là cũng phải đợi cái phiên bản chính thức ra thì mới biết được. Từ cái phiên bản thử nghiệm đến cái phiên bản chính thức thì nó có nhiều thay đổi lắm anh em ạ. Chưa biết được đâu. Đây chỉ là review đánh giá qua cho anh em thôi. Đấy, chứ còn chưa được đánh giá thực tế là nó như nào đâu. Đấy, phải ở đây là chúng ta phải lên thực tế, chúng ta chơi ở trong rank chúng ta mới biết được. Thế là cái clip review của con tướng mới này tôi chỉ làm một clip thôi anh em nhé. Làm một clip thôi. Sau đó thì đợi đi, chúng ta đợi cái phiên bản chính thức. Rồi khi đó tôi sẽ làm những cái clip liên quan đến cái con Otto cũng như là các cái đội hình mà mạnh ở trong cái meta đó được nha anh em nhé. Cũng phải có thời gian để chơi và tìm hiểu. Đấy, còn bây giờ thì phiên bản thử nghiệm chơi với máy không đánh giá được anh em nhé. Đây gọi là xem để cho biết thôi. Biết cái sức mạnh của bộ này cũng là những cái gì mà tôi đoán được thôi. Đấy anh em thấy không? Cái nước hầu ngon tỷ lệ hiệu ứng này nó hiện lên nó rất cao.
Tôi thấy mấy lần nó đều bắp cho toàn bộ đội hình rồi anh em ạ. Tỷ lệ rất cao đấy, 50% là rất cao nhá. Mà đấy là ở level 1 thôi. Ở level là 1 sao ấy mà nó bắp gần như là toàn bộ đội hình. Bắn thì mỗi lần là tăng đam lên thì cũng căng đấy. Cũng có khác gì là chơi beat đâu. Chơi 6 beat đấy. Trông khác gì bộ 6 beat đâu. Thế nên là cái bộ Hunter này bây giờ đam nó vừa to lại vừa có trừ giáp. Nó lại vừa có khống chế anh em ạ. Đam to. Đấy, thủ mạnh thì có mạnh không? Thì phải nói là thủ bọn Hunter thì mặc dù là nó thủ thì nó không mạnh, nhưng mà nó lại có cái khống chế mạnh anh em ạ. Cái bộ này thì khống chế và nó là cực mạnh. Với con Tsunami ở trong đội hình và con Siren là hai con khống chế mạnh nhất ở trong game. Thì phải nói là cái bộ này công thủ rất toàn diện và giai đoạn late game. Đặc biệt là cái phần tấn công. Tấn công phải nói là mắc binh luôn của đam. Mà đây là không chỉ là một con đam to đâu anh em, mà ở đây là tới 10 con đam đều to, đều được cộng hiệu ứng. 10 con đều được cộng các cái hiệu ứng beat rồi hiệu ứng của Hunter hết. Chính vì thế nó rất khỏe. Bây giờ bảo dồn đồ cho Ngộ Không có được không thì chắc là cũng được đấy chứ. Ngộ Không thì cũng được là hiệu ứng của Hunter mà, đúng không? Thế nên là cũng chưa biết được là như nào đâu. Tôi nghĩ là đến lúc mà ra phiên bản chính thức mà nó mạnh quá ấy, im ba quá thì chỉ sau đấy coi như là một tuần thôi là người ta sẽ cân bằng ngay. Trừ khi là tôi không nói đến những cái việc là như kiểu là nhà phát hành người ta muốn bán skin. Bán skin thì chắc chắn là cái bộ này này khi mà nó ra ấy, thì nó sẽ còn mất cân bằng dài cho đến khi nào mà bán được khá khá skin. Đấy. Glacier thằng này đang mạnh, có chuỗi Glacier kết hợp với cả Warrior hai đỏ. 4 Glacier. Cắt chuỗi của nó nhỉ. Tách đội hình ra một chút anh em ạ. Nhiều khi là cũng là mấy cái meta là tôi cũng thấy là có những cái meta mà nhà phát hành muốn bán skin nên là nhà phát hành rất lâu để có thể là fix lại, cân bằng lại. Anh em cứ để ý xem. Một vài cái meta trước như meta đỏ ấy, hoặc là meta Goblin ấy. Ui dồi ôi, nhớ lại những cái meta mùa đấy là mùa mấy nhỉ? Mùa 8 à? Mùa 8 với mùa 9 đúng không? Mùa 8 với mùa 9 thì phải. À không, mùa 8 với mùa 10. Mùa 8 là bộ Goblin. Rồi cả cái đợt mà Ego Seed ý, tôi nhớ có cái meta Ego Seed cũng thế. Cái cân bằng của nó phải nói là mặc dù là những cái người chơi ấy, người ta vào cái biết ngay là game mất cân bằng vãi đái luôn. Nhưng mà nhất định là không cân bằng lại cơ. Nhà phát hành nhất định là không cân bằng lại cơ. Ồ, tao thích thế đấy, tao thích thế, tao bán skin đấy. Dã man luôn anh em ạ. Cái đợt đấy tôi nhớ là phải kéo dài tới tận 2 tháng luôn. Bao nhiêu người chơi người ta bỏ chơi hết rồi thì bắt đầu cân bằng. Không biết là cái meta này có tự hủy không đây. Chứ tôi thấy là nếu mà ra bộ mà mạnh quá mà không cân bằng sớm thì có thể là bán được skin, kiếm được tiền ở cái giai đoạn lúc đầu ấy. Nhưng mà sau dần dần đến cái lúc mà người chơi người ta bỏ hết đi rồi thì lúc đấy mới chết. Nên là cũng không biết được. Tốt nhất là lên cân bằng anh em ạ. Tôi nghĩ là con game hay nhất là nó vẫn phải là cân bằng. Rồi cắt chuỗi này hay quá. Chứ còn game không cân bằng được mà lại cứ chăm lo về vấn đề kinh tế hàng đầu thì khả năng toang là rất cao. Đấy, chỉ gọi là một tuần đầu thôi, mở bán skin thôi anh em. Đấy, cho mất cân bằng một chút để cho imba một tí, đội hình Hunter mạnh một chút, xong rồi bán các cái skin của bộ beat hoặc là bộ Hunter. Đấy, bán đi bởi vì mấy cái bộ đấy chơi nhiều mà. Đấy, có rất nhiều người là có nhu cầu là khoe skin ở trong game, khoe đẳng cấp skin của các con tướng ở trong game cho nó đẹp. Đấy, thì lại chơi những cái bộ mạnh nữa thì rất hay được chơi, thì rất là dễ để khoe. Đấy, thì tất nhiên rồi, nó là cái điều đơn giản thôi. Nhưng mà nó cũng chỉ một thời gian thôi chứ đừng có quá lâu. Lâu quá là chết đấy. Để tôi nghĩ là thì cho là để kiếm tiền. Để lâu thì cho khoảng 2 tuần đi. 2 tuần là tôi nghĩ là ổn. 2 tuần để update, một update cân bằng là ổn. Đấy, cho một cái đội hình sau khi update nó thật là imba. Sau đó thì để 2 tuần sau là update lại một phát, cân bằng lại, thế là xong. Vừa bán được skin lại vừa coi như là cân bằng lại game, chiều lòng được khán giả, thế là được. Ổn, hợp lý. Cái gì nó cũng phải vừa phải thôi anh em ạ. Nó quá thì là nó không hay.
Đấy mà tôi lại có cái chiến thuật kinh doanh như này. Không biết là có thể gợi ý để cho Dodo không. Tôi thử chia sẻ ra để anh em thử xem anh em thấy nó có được không. Đấy là lúc đầu ấy, khi mà update tướng mới ấy, thì chúng ta sẽ bắt cái bộ có con tướng mới và những cái bộ mà bán skin ấy, nó sẽ thật là mạnh. Đấy. Xong rồi sau 2 tuần update lại thì lại update là sẽ có những cái bộ counter ở những cái bộ đấy. Đấy. Counter vào những cái bộ mà meta ấy, những cái bộ mà IMA đấy thì nó sẽ có những cái bộ counter đúng không? Những cái lab counter thì chúng ta sẽ thiết kế sản xuất ra những cái skin của những cái đội hình mà counter vào cái bộ đấy. Đấy, thế lại bán được cái hàng ở cái những cái bộ counter đã. Đấy chưa? Xong đến cái tuần sau đấy 2 tuần nữa, tức là sau 4 tuần kể từ khi update tướng mới ấy, là chúng ta mới bắt đầu cân bằng lại. Đấy, cân bằng lại thì lúc đấy là bán cái gì? Battle Pass mùa mới. Hợp lý không? Quá hợp lý. Đấy, Battle Pass xong một cái nhá. Tôi nghĩ là Battle Pass thì chỉ khoảng 2 tháng thôi. Cái Battle Pass vừa rồi là nó khá lâu. Battle Pass mà 3 tháng thì nó lâu quá, chỉ 2 tháng thôi. 2 tháng Battle Pass xong là tiếp tục update được rồi, tướng mới được rồi, hoặc là nếu mà không update tướng mới thì có thể là championship, hoặc ra mấy cái event mà kích thích là mua hàng đổi quà ấy, thế là hợp lý rồi. Đấy, coi như là xong rồi lại xoay vòng lại từ đầu. Hợp lý chưa? Quá hợp lý. Chứ còn bây giờ thì tôi thấy là có mùa thì Battle Pass ít, có mùa thì Battle Pass dài, tôi cũng chả hiểu thế nào. Đó, còn đang hơi lằng nhằng. Rồi thôi, lên 9 rồi anh em ạ. Bây giờ roll ở 9 thôi. Kiếm đủ 9 Hunter. Bây giờ tôi chỉ thiếu mỗi con Medu thôi này. Mỗi con Siren thôi. Quá đơn giản đúng không? Quá dễ. Round 22. Dự đoán là tôi dự đoán là khoảng round 25 mà tôi có đủ. Ngày trước toàn round 3 mấy mới có đủ bộ Hunter anh em ạ. Bởi vì con tên Sulami 5 tiền quá khó ra. Tôi mà chơi cái bộ khác ấy, lineup khác thì cái con đấy nó ra là dễ lắm. Nhưng mà chơi cứ chơi 9 Hunter là không bao giờ ra Tsunami luôn. Trong cái trường hợp ở đây nhá, nếu mà ở trong cái trận đấu này là không có Tsunami anh em ạ. Không có Tôn Ngộ Không. Nhưng mà nếu mà trong cái trường hợp ấy, mà trong cái trận đấu mà có Tsunami thì chúng ta sẽ phải bỏ một con Hunter đi. Tức là lúc đầu thì chúng ta chơi đúng không, chúng ta đủ bộ 9 Hunter mà không cần Tsunami, nhưng mà sau đấy chúng ta sẽ phải là bỏ Tsunami đi. Thì theo anh em nhá, cái này tôi không có đưa ra nhận định của tôi, mà tôi hỏi anh em luôn là theo anh em thì nên bỏ con nào ra. Đấy, sẽ phải bỏ một con Hunter thì bỏ con nào ra thì nó hợp lý, anh em có thể cho ý kiến ở dưới comment nhá. Rồi, hơi đen nhỉ anh em nhỉ. Tôi luôn cũng không ra con Medu này. Đấy, nhiều khi bây giờ nó lại có một cái nó gọi là lép ngầm anh em ạ. Không biết là có phải thế không. Đấy, nhưng mà rất có thể là cái bộ này bây giờ nó lại dễ lên được 9 Hunter ấy. Tức là nó chỉ cần có con 4 tiền thôi ấy, thì nó lại có một cái cú là điều chỉnh lại những cái con 4 tiền để cho nó khó ra hơn. Đấy, có phải thế không? Tôi nhớ là có một cái đợt là nó như thế đấy. Ở cái đợt mà anh em nhớ là cái meta mà có cái bộ Insectoid không? Insectoid Kira ấy. Là cái đợt đấy rất nhiều người là người ta thích chơi cái con Velomancer. Đấy, và lúc đấy cái tỷ lệ ra con Velomancer nó cực khó nhá. Đấy, anh em nhớ chưa? Thế nên là rất có thể là bây giờ nó sẽ điều chỉnh lại cái bọn 4 tiền cho nó khó ra hơn. Nhận với cả Seven mãi nó tìm thấy. Thế mới khó. Càng đấy, cũng chưa biết ở đâu anh em ạ. Rất có thể là như thế. Đấy, phải xem như nào. Cái phần trăm ra con bài ấy mà nó ghi ở trên, trong cái con game này, nó ghi ở trên cái bảng ở trong game ấy, nó không phải là như thế đâu anh em. Đừng có tin nha anh em nhá, đừng có tin vào cái tỷ lệ đấy. Rồi, bây giờ tôi sẽ dồn đồ cho con Hải Ly xem nó có mạnh không. Con này thì anh em nhìn qua sơ sơ anh em cũng biết là nó tạo hình nó khá giống thuyền trưởng Jack Sparrow ở trong phim Sắc Gấp Bài Cập do Johnny Depp thủ vai. Đấy, vừa có cái vụ kiện với vợ xong, khá là nổi tiếng ở trên mạng cho anh em cũng biết. Tất nhiên là có anh em sẽ nhanh tay comment là không phải là ở trong phim Sắc Gấp Bài Cập, mà là ở trong phim Cướp Biển Vùng Calibre. Ok. Đồng ý. Tôi sai. Rồi, chúng ta roll tiếp rồi. À đây rồi, Siren đây rồi. Ok. Rồi, vậy là chúng ta đủ 9 Hunter. 9 Hunter nhưng mà cứ câu gấu một round nữa nhỉ. Có mất cái gì đâu.
cho hai con gấu vào câu một round nữa đi, làm tiền tí anh em, round sau bán. Round này thế nào chả đã đép được quái, quái này thì ngại gì. Đấy, tôi sẽ cố gắng là roll con co lên 3 sao, sau đó chúng ta lên 10, chúng ta kẹp con gấu vào xem cái sức mạnh của bộ này nhá anh em nhá. 9 Hunter kẹp với cả beat. Tôi nghĩ là mạnh đấy. Mạnh ở trong meta thì tôi nghĩ là như cái bộ đấy là công thủ khá là toàn diện. Đấy, còn bây giờ tôi chờ anh em để xem là chúng ta bỏ con gì khi mà có tên Tsunami ra thôi nhá. Chúng ta bỏ đi một con thì bỏ con gì nó hợp lý nhất. Đấy, anh em thử cho comment ra nào. Chắc chắn là sẽ không thể bỏ được cái con cung đen rồi, tôi nghĩ là như thế. Con cung đen thì không ai bỏ con cung đen, con cung đen là co chính thì không bỏ được. Rồi, đây 9 Hunter. Đấy, con cung đen không bỏ được thì con nào bỏ được thì anh em comment nhá. Rồi, chúng ta roll tiếp rồi. Lê đê, súng lên 2 sao không ra được nhỉ. Cay nhỉ. Rồi, roll tiếp. Roll con hải ly lên 3 sao nhá anh em nhá. Thử sức mạnh của nó, dồn đồ cho con hải ly như thế nào, có mạnh không. Đam một cái con hải ly to phết đây anh em ạ. Otto này đam 140 ở level 2 là tương đương với cả con cung đen đấy, tương đương với con cung đen, đam to hơn đấy, tương đương với con súng 140 đam, rất mạnh. Rồi, chúng ta cứ roll đến khi nào lên 3 sao thôi anh em ạ, không phải vội đâu. Ok. Đây rồi. Cái phiên bản thử nghiệm này nó có một cái nó khá là khác ở trên phiên bản cũ ấy. Không biết là có phải là do tôi chơi ở phiên bản máy tính không? Nó không có cái hiệu ứng này không, nhưng mà khi mà chúng ta để tự động mua ấy, thì nếu mà hàng chờ của chúng ta đầy ấy, thì sau khi chúng ta bán bớt một cái con ở phía dưới là nó sẽ tự động mua ở trên cái kho. Hoặc là khi mà chúng ta đang không đủ tiền ấy, mà chúng ta vừa mới đủ tiền một cái là cái bọn ở trên nó sẽ mua luôn, nó sẽ tự động mua xuống dưới luôn anh em ạ, hàng chờ luôn. Đấy, nó là một cái mà tôi mới nhận thấy ở trong cái phiên bản này. Không biết có phải là nó mới không, anh em thử chơi phiên bản di động anh em thử confirm cho tôi nhá. Chứ còn nếu mà tôi để tự động mà mua ở trên cái phiên bản máy tính mà tôi hay chơi ấy, là nó không tự mua kiểu thế đâu. Đấy, khi mà hàng chờ full rồi là nó sẽ không mua, và khi mà chúng ta bán bớt đi thì nó cũng sẽ không mua, chúng ta phải tự mua bằng tay. Đấy, nhưng mà cái bản này nó nếu đấy anh em thấy không, tôi mua phát nếu mà đầy nhá, sau đó chúng ta thiếu hàng chờ, chúng ta giải tán bớt cái hàng chờ ở dưới đi thì tự nhiên nó lại mua anh em ạ. Ồ, nó lại thế cơ, tiện phết nhờ. Chơi cái này chứng tỏ là nó rất là tối ưu nhá, cái phiên bản này nó rất là tối ưu, mua tự động rất sướng. À, con này chỉ có 120 đam thôi anh em ạ. Con này 120 đam, con súng mới là 140 đam, tôi nhầm. Rồi thôi, chuyển đổi cho con cung đen thôi anh em ạ. Vì cái con Otto này nó chỉ là một con support thôi. Nhưng mà support kiểu con này thì nó lại khá là hữu dụng đấy. Support của cái con Otto này nó tăng đam cho toàn bộ đội hình luôn. Đam rất to. Mạnh ấy chứ. 9 Hunter từ rất sớm à. Rồi, chúng ta roll tiếp thôi. Saling thôi nha anh em nhá, bỏ qua đi. Tôi sẽ lên 10, tôi kẹp con gấu vào xem cái đam của bọn này nó to lên cái cỡ nó như nào anh em ạ. Nên là thôi, chúng ta không chơi con Saling Assassin làm gì. Mặc dù là trong những cái giải pháp tình thế, tình huống ở trong game thì cứ rất có thể là chúng ta sẽ phải chơi con Saling. Đấy, thay cho con gấu hoặc thay cho con ngộ không ở level 10. Sẽ có những cái content sau khi cái bộ chính thức nó ra nha anh em nhá. Cái phiên bản chính thức nó ra, tôi sẽ có những cái content liên quan đến cái bộ này. Mà tôi chơi con ngộ không là con co cơ. Tôi thử dồn đồ cho ngộ không, dồn hết đồ cho ngộ không thay vì là con
con cung đen đi. Để xem là liệu rằng là cái bộ 9 Hunter kết hợp với Beast ấy, con Ngộ Không và Bánh nó có phê không. Bởi vì lên nhớ ấy, là cái hiệu ứng của cái bộ Hunter này là nó đẩy ra phía sau nhá anh em nhá. Và cái hiệu ứng này nó có tác dụng lên cả con tướng khác nữa. Chính vì thế nên là cái skin của con Ngộ Không ấy, anh em để ý là cái skin của con Ngộ Không nó cũng có cái hiệu ứng nhá. Nó cũng có cái hiệu ứng như là hút máu này, hay là crit này, hay là trừ giáp, hay đánh lan. Thì kể cả là cái hiệu ứng đẩy ở cái bộ Hunter này, con Ngộ Không là cũng sẽ có hiệu ứng ở trong cái skill của nó. Đấy, nó là như thế cơ anh em ạ. Thế là chúng ta sẽ làm những cái content khi mà cái bộ này nó ra cái phiên bản chính thức. Những cái người chơi ở trong game, người ta chơi hay hơn. Tất nhiên rồi, chơi hay hơn máy thì thế nào cái trận đấu nó sẽ kéo dài lên lết. Sẽ có những cái đội hình mạnh để đấu với cả cái đội hình này. Tôi test thử xem liệu rằng cái đội hình này khi mà chúng ta dồn đồ cho Ngộ Không ấy, rồi nó đập nó có phê không anh em nhá. Chắc phê. Chắc phê đấy, tôi nghĩ là phê đấy. Đã đập rồi nha, nó đã có hiệu ứng là gọi là stun rồi. Đấy, nó còn có cả hiệu ứng crit này, nó còn có hiệu ứng cộng thêm đam, còn có cả hiệu ứng đẩy nữa. Chưa tính cái hiệu ứng húp sò nha anh em nhá, hiệu ứng nước sò ngon. Đấy, Ngộ Không húp sò cực kỳ mạnh. Hiệu ứng này nhá, mà nếu mà vào con Ngộ Không ấy, anh em biết điều gì xảy ra không? Là nó sẽ một cái cú đập của con Ngộ Không ấy, nó sẽ có stack một phát là cộng 10 luôn. Cộng 10 stack luôn anh em. Ui giời ơi, thế thì cái con Ngộ Không này nó bá lắm nhờ. Đam là auto là cộng 10% luôn này. Đấy, 10% của đam từ húp sò. Xong rồi lại thêm là cái gì? 10% à 20% của bộ beat nữa. Đấy là tự nhiên là vào một phát là được cộng 30% đam rồi. Rồi cộng thêm đam của 9 Hunter. Cộng thêm hiệu ứng đẩy của Hunter. Ua. Nghe thôi đã thấy cái con Ngộ Không nó bá đến cái mức độ như thế nào rồi. Mạnh đấy, mạnh đấy anh em ạ. Chưa kể nhá là địch còn bị trừ giáp nữa. Ở trong bộ này nó có cả trừ giáp nữa. Khỏe đấy. Mà chưa kể là cái khống chế nhá. Tôi đang nói đến cái khống chế. Khống chế thì có Siren khống chế này. Là cái khống chế của Siren nó được cộng thêm cái phần trăm đam vật lý nữa. Đấy, lại cộng thêm cho đam cho con Ngộ Không tiếp một lần nữa. Có khống chế Tsunami thêm khống chế 2,5 giây nữa. Wow, Ngộ Không cũng là khống chế luôn. Cảm giác cái bộ đấy nó gọi bộ siêu khống chế luôn anh em ạ. Tôi nghĩ là như thế. Nó sẽ rất mạnh đấy. Rồi. Ui, hàng chờ có vẻ hơi nhiều nhỉ. Luôn tiếp nào. Thử chết rồi, chắc phải nhanh nhanh cái tay lên thôi anh em ơi. Từ từ đã, từ từ đã. Trứng à. Con súng này thế nào cũng sẽ lên 3 sao. Có khi là đập trứng. Đập trứng cho súng luôn nhỉ. Thôi, tôi nghĩ là dừng lại đập trứng cho súng luôn anh em ạ. Tầm này 10 giây không đủ để roll đâu. Nó lại ra thêm mấy con nữa thì nó lại mệt. Nha anh em nhá. Rồi, đằng nào con này cũng lên 3 sao. Thôi đập đi. Ok. Rồi. Tiếc quá là cái trận này không có Tôn Ngộ Không để tôi thử. Rồi, chơi tạm con gấu. Sau này có con Tôn Ngộ Không rồi sẽ thử cho anh em nhá. Hôm nay lẽ ra là tôi không có định ra cái clip review con tướng mới đâu. Hôm nay ấy, là lịch của tôi ấy, là tôi có lịch hôm nay. Là tôi sẽ chơi gót khống chế. Đấy. Hôm trước có rất nhiều anh em là yêu cầu tôi chơi gót khống chế. Và đồng thời cũng có anh em là yêu cầu tôi là chơi cái bộ gót kết hợp với cả con bọ cạp. Đấy, chính vì thế là hôm nay tôi định chơi là gót bọ cạp đấy, siêu khống chế. Đấy, mỗi lần là nó lướt một cái là nó khống chế đối thủ, nó cứ lướt liên tục thôi là đúng đối thủ đứng yên, đứng im luôn. Kết hợp với cả những cái con khống chế khác nữa thì cái bộ đấy nó sẽ là siêu khống chế luôn. Nhưng mà tuy nhiên là hôm nay lại ra cái bộ ra cái phiên bản update mới. Đấy, để chúng ta có thể là xem cái con tướng mới nó như nào. Nên là hoãn nha anh em nhá. Ngày mai sẽ có clip về cái bộ gót siêu khống chế cho anh em xem. Nhá anh em nhá, đấy lịch của ngày mai nó là như thế. Rồi ok. Chúng ta tiếp tục và xem là cái bộ này bây giờ nó có bá đến cái mức độ nào. Đây gặp thằng có chuỗi này. Chơi Clyde. Clyde bây giờ trông bắn 9 Hunter bắn nó như con luôn. Mặc dù là không có cái con Tetsu đâu. Tức là nó đã bớt đi cái phần khống chế mạnh của nó rồi đấy. Không có Tsunami là bộ này nó khống chế nó yếu đi một chút rồi.
và tôi thấy nó rất là mạnh. Rồi có cấm đánh luôn này. Thôi luôn 3 sao luôn anh em ạ. Rao này phải xả tiền cực mạnh cái này. Từ từ con gấu từ từ đã anh em ạ. Thôi. Gấu bây giờ chưa có slot đâu, phải lên 10 mới cho được vào cơ mà. Bình tĩnh. Full Hunter đã, full Hunter đã. Ui giời, không được à. Tôi nghĩ là bây giờ tôi sẽ phải bán một con đi. Bán cái gì đấy, con gấu nhá, bán gấu đi. Ok, vẫn kịp. Đưa bọn Hunter lên 3 sao hết đã anh em ạ. Rồi, Human chết hết rồi. Hunter khỏe quá. Hunter này còn chưa kẹp được Tsunami ở đâu, bắn mết như con luôn. Rồi, luôn này, súng gần lên 3 sao rồi, một con nữa thôi. Ơ kìa. Ui giời, đây rồi. Hay quá. Tranh thủ roll thôi, tiền nhiều quá anh em ạ. Chơi máy sướng. Chơi máy dễ thật đấy. Đùa. Giá như mà leo rank như thế này nhỉ anh em nhỉ, thì chắc tôi bỏ game. Chơi chán anh em ạ. Chơi này chủ yếu là chém gió nói chuyện với anh em thôi, chứ còn chơi có cái ý nghĩa ở đâu. Chả có cái ý nghĩa mẹ gì cả luôn. Tôi là thật là chơi. Chơi là dễ quá. Chơi là cứ thế chơi thôi. Bọn này thì nói chung là vô hại với cả đái. Mấy cái thằng kia nó làm gì nó có cái cửa đấm tôi anh em. Vô hại cực kỳ luôn đấy. Mặc dù là boss thì cũng biết là mua theo bộ đấy. Mua theo bộ, ví dụ bộ Knight, rồi bộ Hunter, rồi bộ Mết các thứ. Nhưng mà nó chỉ là máy thôi. Không có khả năng chơi được. Nhưng mà còn xếp bài counter hay là dùng tiền như nào thì bọn máy nó không biết anh em ạ. Nên là trông đuối với cả đái. Game là quá dễ. Thôi rồi. Chuyện này chủ yếu là như tôi nói là để preview cho anh em xem thôi, chứ còn về diễn biến của trận đấu thì anh em cũng thấy là nó chơi nó rất sướng. Đấy, cứ thế này roll 3 sao thôi mà. Dễ lắm anh em ạ. Đây rồi. Ui rồi ơi, rồi cuối cùng rồi cũng full 3 sao để đấm nhau. Chơi sướng rồi đấy. Rồi thôi, tôi nghĩ là lên 10 luôn, kẹp lốt con gấu này là xong hết game anh em ạ. Anh em nhá, thôi hết rồi, hết rồi, hết game. Chưa kịp làm gì luôn. Không cảm nhận được sức mạnh của đội hình anh em ạ. Thế thôi, kẹp lên gấu là có kẹp 2 bit được rồi. Đấy, hiệu ứng húp sò ngon cũng đã được ra cho cái con cung đen. Ui, em thấy con cung đen kìa, bắn hai phát trên con. Khỏe đấy. Đấy, trò chơi kết thúc rồi. Không biết được sức mạnh đội hình anh em ạ. Thôi rồi, rất là cảm ơn anh em nhá. Tôi nghĩ là tôi chỉ làm một cái clip thôi để giới thiệu con tướng mới thôi anh em ạ. Chứ còn để khi nào mà cái bản chính thức ấy nó ra thì tôi sẽ làm một cái clip tử tế cho anh em xem nhá anh em nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Nếu thấy hay để lại cho tôi một like. Anh em chưa đăng ký kênh có thể đăng ký để xem các cái clip khác của tôi. Hẹn gặp lại anh em vào ngày mai. Bye bye.